Xin chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Thời sự của VOTV. Đây là bản tin ngày 24 tháng 4 năm 2020 được phát trên VOTV. Kính thưa quý khán thính giả, tại thời điểm hiện nay, cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn đang gia tăng trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đại dịch virus corona Vũ Hán không làm cho cái cuộc chiến đó nó giảm bớt cái căng thẳng, mà ngược lại nhiều khi lại còn đẩy đến một mức cao trào. Và chúng ta cũng được biết rằng là các hoạt động tình báo của Trung Quốc nó vẫn luôn luôn hoạt động ngay trong những cái thời điểm then chốt nhất. Và giữa những cái lùm xùm của hoạt động gián điệp tại các cái hoạt động ở Mỹ và đặc biệt nhắm vào các cái đại học danh giá, thì mới đây nhất đã có một loạt động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục giáng một đòn mạnh vào các cái cơ sở học thuật này khi mà đã xướng danh đại học Harvard và yêu cầu trường này trả lại khoản tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ. Đại học Harvard của Mỹ cũng cho biết là sẽ không hoàn trả lại số tiền cứu trợ trị giá tới 8,6 triệu đô la mà chính phủ đã cấp cho nhà trường trước đó. Điều này trái ngược với yêu cầu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đó là phải return relief money cho chính phủ, tức là phải hoàn trả lại tiền cứu trợ cho chính phủ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cái yêu cầu này vào hôm đầu tuần, và trong cái buổi họp báo của Nhà Trắng vừa qua, Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục nêu lý do là ông phải đòi Harvard hoàn lại cái khoản hỗ trợ tới 8,6 triệu đô la. Lý do mà ông đưa ra là vì cái đại học danh giá này đã nhận được khá nhiều nguồn tiền từ các nhà tài trợ, với tổng giá trị tài trợ lên tới 41 triệu đô la. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng là tôi muốn Harvard trả lại số tiền đó cho chính phủ. Nếu họ không trả lại, vậy thì chúng tôi sẽ có biện pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rất rõ ràng rằng ông sẽ có một cái biện pháp nếu như mà Đại học Harvard không trả lại. Tổng thống Trump tiếp tục nói rằng là họ phải trả nó lại chứ. Tôi thực sự không thích điều này chút nào. Những cái gói cứu trợ này lẽ ra phải được cấp cho các cái đối tượng khác đang gặp khó khăn, chứ không phải là dành cho một cái trường giàu có như là Harvard. Đó là nguyên văn của lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cái cuộc họp tại Nhà Trắng. Nhưng mà cũng ngay trong ngày hôm sau thì người phát ngôn của Harvard cho biết rằng là họ không sử dụng số tiền này để trang trải các cái chi phí của nhà trường, mà được sử dụng nó để hỗ trợ cho việc là giúp đỡ sinh viên. Những người mà theo lời phát ngôn của nhà trường nói là đang chịu thiệt hại nặng nề về mặt tài chính trong đại dịch Covid-19 này. Và Đại học Harvard cho rằng họ xứng đáng được nhận cái khoản tiền cứu trợ từ bên phía gọi là Tổng thống Mỹ Donald Trump, tức là nguồn tài trợ từ chính phủ liên bang. Và trong một cái nỗ lực liên quan đó thì chúng ta biết được rằng là khoản tiền mà 8,6 triệu đô la này từ cái gói cứu trợ 2.300 tỷ đô la, một cái quỹ do Quốc hội Mỹ phát hành theo cái mục hỗ trợ giáo dục, mà trong đó phần lớn các cái gói kích thích thì nhắm vào các cái gọi là hỗ trợ cho sinh viên, được sử dụng để giúp các cái doanh nghiệp nhỏ vượt qua suy thoái kinh tế trong đại dịch, chứ không phải là chỉ ưu tiên cho những cái cơ sở giàu có, mà nó là ưu tiên cho những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về cái trường hợp của Đại học Harvard này đó, một lần nữa cho chúng ta thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Khi mà lần đầu tiên một Tổng thống đòi lại số tiền là 8,6 triệu đô la, bởi vì quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đó là ông sẽ chắt chiu từng đồng tiền thuế của người dân và không để nó rơi vào tay những chỗ không xứng đáng. Và Đại học Harvard đã trả lời là no, không, tôi không trả lại bởi vì tôi cũng rất là cần. Gói mà 2.300 tỷ đô la đã vấp phải những cái chỉ trích kể từ khi nó được tung ra. Trong đó những cái người phản đối nói rằng là cho biết là các cái doanh nghiệp lớn thì đã nhận được cái tiền cứu trợ, trong khi là những cái doanh nghiệp nhỏ, những cái doanh nghiệp ngay ở tâm dịch đó, những cái vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại nhất đó, thì vẫn đang phải chờ đợi. Và ngày 21 tháng 4 thì Thượng viện Mỹ cũng đã nhất trí phê duyệt thêm 484 tỷ đô la tiền cứu trợ cho nền kinh tế của Mỹ và các cái bệnh viện điều trị người mắc virus Vũ Hán. Hạ viện Mỹ cũng sẽ dự kiến tiến hành bỏ phiếu về các cái quyết định trong đó vào ngày 23 tháng 4, kể từ khi được công bố vào cuối tháng 3.
cái bốn cái biện pháp mà cứu trợ của Mỹ đã có giá trị lên khoảng 3.000 tỷ đô la. Chúng ta cũng cần phải nhắc lại rằng là trong bối cảnh mà các tiểu bang Mỹ nhanh chóng ban hành các cái lệnh yêu cầu người dân ở lại tại nhà đó, thì nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa và có tới 22 triệu người lao động của Mỹ đã phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Điều mà truyền thông và báo chí Mỹ cũng nhắm tới đó là liên quan tới các cái hoạt động tài trợ bất minh từ Trung Quốc thì cũng cần phải được xem xét. Mặc dù là truyền thông có xu hướng phớt lờ đi những điều đó, nhưng ngoài những cái khoản tiền khổng lồ tài trợ từ phía chính phủ Mỹ đó, thì Đại học Harvard còn nhận được những khoản tiền nó không rõ nguồn gốc từ phía Trung Quốc. Ngay cả người lãnh đạo hàng đầu của trường này cũng đã bị cơ quan tình báo và FBI vào cuộc để điều tra, khởi tố vụ án. Đó là cái trường hợp của giáo sư Charles Lieber, một nhà khoa học nano nổi tiếng hàng đầu của Mỹ, mà trong đó ông là giáo viên của Đại học Harvard, gần đây đã bị chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc với tội là hoạt động gián điệp cho nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Mà không chỉ có vậy, nó còn có rất nhiều những cái bí ẩn xung quanh việc là nghiên cứu về virus truyền tín hiệu. Tức là tôi bỏ những hoặc kép là virus truyền tín hiệu đây để chúng ta chưa rõ một cái cách danh tính cụ thể, vì cái báo cáo của CIA và FBI mới chỉ công bố theo cách thức như thế. Trước khi giáo sư Lieber bị điều tra, có thông tin cho rằng là Đảng Cộng sản của Trung Quốc nó đã tuyển dụng và gọi là chiêu dụ ông để nghiên cứu về pin, về dây nano. Tuy nhiên là cuộc điều tra của Great Game India cũng chỉ ra rằng là ông thực sự đã nghiên cứu về virus truyền tín hiệu. Cái vật truyền tín hiệu có cái kích thước cực nhỏ và có thể xâm nhập vào màng tế bào. Mà nó sao ạ? Mà nó không ảnh hưởng đến những chức năng như là nội bào, thậm chí nó đo đạc được các hoạt động bên trong, từ đo hoạt động của tim, từ hoạt động của các cái sợi cơ. Và những cái vụ việc về gián điệp Trung Quốc như là trường hợp của giáo sư Charles Lieber, được biết rằng là giáo sư Lieber là một nhà khoa học nano và chủ tịch của khoa hóa học và khoa sinh hóa ngay của Đại học Harvard, một cái khoa có thể nói là danh giá và bậc nhất của cái trường hàng đầu thế giới. Vào tháng 1 năm 2020 thì ông đã bị Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ bắt giữ vì đã nói dối về mối liên hệ với cái kế hoạch mà của Trung Quốc, đó là gọi là kế hoạch ngàn nhân tài do Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng. Cái kế hoạch này là nhằm tuyển dụng, thu hút các cái tài năng nước ngoài và các cái chuyên gia nước ngoài mang kiến thức và mang những cái kinh nghiệm của họ đến với nước này, và đổi lại là Bắc Kinh sẽ tưởng thưởng cho các cá nhân cũng như là những tổ chức nào đánh cắp được các cái thông tin độc quyền. Theo các cái tài liệu cáo buộc thì ông Lieber là người tham gia vào chương trình 1.000 nhân tài này đó, và một cái hợp đồng được trả 50.000 đô la hàng tháng cùng với 158.000 đô la chi phí sinh hoạt và 1,74 triệu đô la để thành lập cái phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Đại học Vũ Hán. Và việc ông Lieber giữ cái bí mật về khoản tiền và mối quan hệ của mình với Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, thì một lần nữa đặt ra vấn đề về sự liêm chính cũng như là xung đột lợi ích tài chính giữa Đại học của Hoa Kỳ và các cái hỗ trợ tài chính từ chính phủ nước ngoài hoặc là các cái tổ chức nước ngoài, mà không chỉ là giáo sư mà ngay cả sinh viên của trường Đại học Harvard. Những cái gọi là sinh viên ưu tú nhất của trường này cũng nằm trong tầm ngắm trong những cái kẻ săn đầu người đến từ Trung Quốc. Và phải nói rằng là không ít sinh viên đã bị mua chuộc hoặc tuyển dụng làm tình báo cho Trung Cộng. Nhưng nhiều sinh viên đến từ Trung Quốc cũng không gọi là không bị cản trở nào khi tiếp cận vào Harvard. Tức là không có được một cái bộ lọc để mà kiểm chứng xem ai là người mà có thể trở thành cái đầu mối gián điệp. Bởi vì điều đó khi mà không được lệnh một trát tòa của Mỹ đó, thì nó vi phạm cái quyền của công dân. Nó khó là khó ở cái chỗ đó. Chúng ta cũng biết rằng là trong cùng ngày sau khi bắt giữ giáo sư Lieber đó, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cũng truy tố hai nghiên cứu sinh của Trung Cộng, cũng đều là những người đến từ Trung Quốc hoặc là có mối liên hệ rất là rõ ràng với họ. Đó là Yang Qingji 29 tuổi và Yao Songyang 30 tuổi. Cả Yang Qingji bị tố cáo với các cái tội danh là gian lận visa này, khai man này, là đặc vụ của chính phủ ngoại quốc và có âm mưu, trong đó có âm mưu làm gián điệp.
Jay may mắn đã thoát khỏi màng lưới của FBI và hiện đang trốn tại Trung Quốc. Thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là rõ ràng khi nghe động tĩnh cái thì cô này đã nhanh chóng đào tẩu. Và theo bản cáo trạng, Jay là một trong những cái trung úy của quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa, tức là làm việc cho quân đội của Trung Quốc lên tới vị trí trung úy, làm trong cái lực lượng vũ trang của Tập Cận Bình và là đảng viên của Đảng Cộng sản. Trong cái đơn xin thị thực G1 đó, thì Jay khai cô chỉ là một sinh viên và dối trá về cái nghĩa vụ quân sự tại Đại học Công nghệ Quốc phòng, một trong những cái học viện quân sự hàng đầu mà do Đảng Cộng sản Trung Quốc chi trả và chỉ đạo điều hành. Jay còn bị cáo buộc là trong khi theo học tại khoa vật lý, hóa học và kỹ thuật y sinh của Đại học Harvard, Đại học Boston đó, thì từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, Jay vẫn mang quân hàm trung úy trong quân đội và hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ được giao từ các sĩ quan của lực lượng quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc, như tiến hành là việc nghiên cứu này, đánh giá về quân lực Hoa Kỳ qua các cái trang web, và đồng thời song song với đó là gửi các cái tài liệu phân tích và nghiên cứu về thông tin của Hoa Kỳ về cho quân đội Trung Quốc, để qua đó nước này nắm được các cái bí mật. Cũng theo tài liệu của tòa án thì vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, các sĩ quan liên bang đã phỏng vấn Jay tại một trong những cái gọi là sân bay quốc tế Boston đó. Thì trong cuộc phỏng vấn này, Jay khai rằng là cô thỉnh thoảng liên lạc với hai giáo sư của đại học gọi là đại học quân nhân của đại quốc phòng đó, là sĩ quan cao cấp của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên là xem xét những thiết bị điện tử của Jay thì đã chứng minh ngược lại, Jay thường xuyên liên lạc với các sĩ quan cao cấp của quân đội Trung Quốc. Vậy thì Jay đã tuân theo chỉ thị của một trong những cái giáo sư của đại học là đại tá, đồng thời làm tới chức đại tá trong quân đội đó, là phải truy cập vào các trang web của quân lực Hoa Kỳ này, nghiên cứu các dự án quân sự của các cái quân binh chủng và biên soạn các cái thông tin cho quân đội Trung Quốc về các cái hoạt động, và đặc biệt là nhắm vào các cái nhà nghiên cứu khoa học của Mỹ chuyên môn về robot, về khoa học máy tính. Ngoài ra thì những cái cuộc nói chuyện trên WeChat cho thấy Jay và một sĩ quan khác của Đại học Quốc phòng Trung Quốc đang hợp tác nghiên cứu về mô hình đánh giá rủi ro được thiết kế để giải mã các cái dữ liệu cho những cái ứng dụng quân sự. Và cuộc phỏng vấn với Jay đã thừa nhận rằng là cô giữ cấp bậc trung úy trong FLA, tức là trong quân đội Trung Quốc, và là đảng viên của Đảng Cộng sản. Giao Song Giang, 30 tuổi, cũng tương tự như vậy, là nghiên cứu sinh của Đại học Harvard. Đại học Harvard đã bảo trợ và đồng thời cung cấp học bổng một phần. Giang Song Giang đã bị bắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, cũng ngay tại sân bay quốc tế Logan của Boston, và bị buộc tội hình sự với tội danh là chuyển trái phép 21 lọ thuốc nghiên cứu sinh học về Trung Quốc. Và các viên chức liên bang tại sân bay Logan đã phát hiện những cái lọ được giấu trong chiếc vali và bị nhét vào trong cái túi hành lý của Giang. Ngay từ đầu thì Giang đã nói dối là trong hành lý có những gì, nhưng sau đó phải thừa nhận rằng là anh ta đã đánh cắp các cái lọ thuốc từ phòng thí nghiệm của Trung tâm Y khoa Perth, Israel. Giang khai rằng là dự định mang các cái lọ thuốc đến tàu để tiếp tục nghiên cứu và công bố kết quả dưới tên riêng của mình. Như vậy, trước tiên đây là một cái hành động ăn cắp sở hữu trí tuệ, và sau đó đó nó là vấn đề của việc rằng là họ có những cái kế hoạch, có những cái kế hoạch để gọi là ăn cắp các cái bí mật quân sự, ăn cắp các cái chương trình khác nhau của chính phủ liên bang. Chúng ta cũng cần phải nhắc lại rằng là với việc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai đòi hỏi Đại học Harvard mà phải trả lại cái khoản tiền này đó, thì đây là một trong những cái gọi là lần hiếm hoi, và cũng là một trong những cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ về cái đại học này, liệu nó có phải đã trở thành một trong những cái ổ gián điệp hay không. Khi mà ông Trump đòi hỏi phải trả lại cái khoản tiền hơn 8,6 triệu đô la đó, vì cho rằng này trường này có nhiều nguồn tài trợ, nó cũng là, chúng ta nói rằng, một điều hy hữu, bởi vì Đại học Harvard từ trước tới nay vẫn luôn nổi danh từ là nơi đào tạo nhân tài cho nước Mỹ, đào tạo cả Tổng thống và bao nhiêu những doanh nhân, doanh gia
nghệ sĩ, diễn viên, kịch gia, tất cả đều nó đến từ cái trường này, và họ đều là những thành phần xuất chúng. Và khi mà Tổng thống Donald Trump nói rằng là nếu không trả thì sẽ có biện pháp, thì điều đó nói lên điều gì ạ? Điều đó nói lên là khi còng tay công khai một khuôn mặt nổi bật của Đại học Harvard, khi mà đòi hỏi một cái trường hàng đầu thế giới phải trả lại tiền đó, thì chính quyền liên bang muốn một lần nữa nghiêm túc cảnh báo các cái tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ về sự hợp tác với các bộ phận và các cái cơ quan trực tiếp cũng như gián tiếp liên hệ đến với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ít nhất là vụ bắt giữ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đối với cái quan hệ đối tác, hợp tác, nghiên cứu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau một cái thập niên được phát triển mạnh mẽ. Và qua những cái sự hợp tác này đó, thì phía Trung Quốc đã được hưởng lợi rất nhiều. Và chắc chắn chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không quá ngạc nhiên về việc khám phá ra và bắt giữ từ sinh viên, nghiên cứu sinh cho đến cả giáo sư, vì chính Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo điều này kể từ khi ông lên nhậm chức Tổng thống. Và Bộ Tư pháp đã lên tiếng khuyến cáo rằng có tới hơn 90% các vụ truy tố về gián điệp kinh tế kể từ năm 2011 đều liên quan đến Trung Cộng. Ông Christopher Wray, giám đốc FBI, đã than thở với Quốc hội về cái sự ngây thơ và cả tin của các học viện Hoa Kỳ khi nhắm mắt hợp tác cũng như là không cân nhắc hậu quả. Và ông dẫn chứng cái gọi là kế hoạch tài năng của Trung Cộng chỉ là một trong những cái phương tiện mà để đánh cắp các cái công trình nghiên cứu, đánh cắp các cái bí mật khoa học và công nghệ từ phía Hoa Kỳ mà thôi. Từ ngày được bầu chọn lên làm Tổng thống Hoa Kỳ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay da đổi thịt và nhắm mục tiêu đưa nước Mỹ trở lại vị trí quán quân. Mặc dù dĩ nhiên Mỹ vẫn đang dẫn đầu, nhưng bị đe dọa bởi Trung Quốc. Và một trong những việc phải làm là vạch trần cũng như đánh bật Trung Quốc, phơi bày ra những trò hèn hạ của Trung Quốc và những vấn đề đó, những đê hèn đó không chỉ là ăn cắp sở hữu trí tuệ, mà còn là các cuộc chiến gián điệp đầy nhơ bẩn và ma mị của Trung Cộng. Nó nhắm tới vào ngay trong những giới học giả, những giới đào tạo, giáo dục, những doanh gia và đồng thời những cái người nổi tiếng, những cái ca sĩ, diễn viên. Cuộc chiến chống phản gián của FBI và CIA nó sẽ còn tiếp tục và sẽ đi tới đâu khi mà những manh mối dần được hé lộ? Không ai biết được rằng phía Mỹ sẽ biết và đi được những nước cờ tới đâu, cũng như Trung Quốc sẽ phải thất thế ra làm sao trong cái cuộc chiến chống gián điệp. Và sau đại dịch virus corona này, những cái vụ việc này đó một lần nữa lại được hâm nóng cho người ta thấy mức độ quy mô và sự nham hiểm, gian xảo mà Trung Quốc đã áp dụng vào trong các cái chế độ của họ và áp dụng vào ngay trong những cái trường đại học danh giá hàng đầu như Đại học Harvard. Chúng tôi sẽ trở lại để kể tới quý khán thính giả trong các bản tin tiếp theo về những cái diễn biến liên quan và những cái thông tin thời sự nóng bỏng mới nhất về đại dịch virus corona Vũ Hán, về những thông tin liên quan tới cái cuộc chiến gián điệp và đồng thời về cả những cái nỗ lực để mà vạch mặt nham hiểm của Trung Quốc ra với cộng đồng thế giới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các chương trình lần tới.